một hòn đảo mới xuất hiện ngoài khơi cách Tokyo 1.000 cây số. Nhật Bản đã cộng thêm một hòn đảo khác vào lãnh thổ của mình vào ngày hôm qua sau khi một vụ phun trào núi lửa dưới đáy biển ở phía nam quần đảo Ogasawara dẫn đến sự ra đời của một hòn đảo nhỏ mới. Hình ảnh được quay lại bởi tuần dương của Nhật Bản cho thấy một hòn đảo có đường bán kính khoảng 200 mét đang nổi lên trong làn tro khói gần một hòn đảo nhỏ khác không có người ở. Khói từ vụ phun trào bay lên cao gần 600 mét trên không trung. Hôm nay, phát ngôn viên của chính phủ Nhật Bản đã chào mừng thành viên mới, cộng vào khoảng 6.000 hòn đảo của Nhật Bản, nằm cách phía nam của Tokyo khoảng hơn 1.000 cây số. Ông Yoshihide Suga nói rằng nếu hòn đảo này có thể tồn tại sau những vụ phun trào thì lãnh thổ của Nhật Bản sẽ lớn hơn. Nhưng ông Suga cho biết vẫn còn quá sớm để bắt đầu đặt tên cho hòn đảo này vì hòn đảo mới do núi lửa dưới đáy biển tạo ra vẫn có thể bị chìm trở lại xuống nước. Phương tiện truyền thông Nhật Bản cho biết lần cuối cùng một hòn đảo trong khu vực này được thành lập là vào năm 1973-1974 khi hòn đảo Nishinoshima gần đó biến chuyển thành hình dạng ngày nay.